Hôm nay cô bắt đầu sẽ hướng dẫn các bạn những cấu trúc câu mà chúng ta thường sẽ gặp trong starters, movers và quả flyers luôn. Và đây là cái nền tảng để giúp cho các bạn học lên cao cao lên. Nó rất cực kỳ quan trọng để các bạn phải nắm bài, nên thành ra các bạn vui lòng xem bài, xem đi xem lại giùm cô. Alright. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào những cái công thức này, nó gọi liên quan đến verb in nhá. Là rất là đơn giản. Rồi bây giờ cấu trúc thứ nhất. Alright. Là cô muốn nói là ai, diễn đạt ai đó đang làm việc gì đó. Thì các bạn nhớ đang làm việc gì đó nó sẽ liên quan đến thì present continuous là từ hiện tại tiếp diễn. Thì cái đó chúng ta sẽ được học sau. Và bây giờ cô sẽ không nói nhiều về cái thì đó, mà cô chỉ đưa ra cái công thức đơn giản, đó là chủ từ cộng to be cộng verb in. Thì dùng to be như thế nào á, thì chúng ta đã được học rồi, thì các bạn vui lòng xem lại bài giùm cô. Khi nào dùng am, khi nào dùng is, khi nào dùng are, cô đây cô không giải thích nữa ha, không nói đi nói lại mấy cái đó. Được chưa? Rồi, thí dụ cô nói tôi đang đọc sách. Như vậy tôi chính là chủ từ. Được chưa? Chủ từ là ai thì sẽ đi với từ to be là không thể nào đi với is, cô không đi với are được. Bạn nào quên thì phải học lại cái này rồi ha. Đang đọc sách, mình có từ đọc sách là read a book, read books. Như vậy mình sẽ thêm in vào chữ nào? Thêm chữ đọc hay là thêm vào chữ sách? Thì chắc chắn một điều mình sẽ thêm vào hành động là chữ đọc. Và cái câu của cô sẽ có đó là I am reading books, hoặc là I am reading a book. Các bạn chú ý cái phần này, rất nhiều bạn bị sai ở chỗ này nè. I am reading book, I am reading a books, có nghĩa là đã a rồi còn s, còn không là không có s a luôn. Vậy là không được nha, không được nha. Ngay cả việc chạy xe đạp cũng gì nữa, các bạn cũng gì, hoặc là the, ok, ít nhất là phải như vậy chứ không có gì hết là sai nha. Cái đây là cái lỗi mà nhiều bạn mắc phải lắm luôn á. Rồi cô đi qua ví dụ số 2 là nam đang chạy xe đạp. Như vậy ở đây nam mấy người? Nam là một người, là trong nhóm từ số ít thì mình sẽ dùng is, được chưa? Và cô cũng nhắc luôn là khi dịch bài nam thì mình vẫn giữ là nam. Nhiều bạn nam biến thành he là chật lắc luôn. Vậy ở đây cô sẽ có là nam is riding a bike, nam is riding a bike, bicycle gì đó, được hết nha. Chú ý cái final sound bike, bike. Và cái điều đặc biệt các bạn thấy chữ ride không? Ride ở đây thêm, khi thêm in vào cô bỏ chữ e, ở đây cô gọi là chữ e đi cho dễ nha. Nó từ ride ở mình tận cùng có chữ e, như vậy sẽ có những từ đặc biệt bỏ chữ e, những cái từ ride, từ từ ride nè, từ drive, và mình có cái từ gì nữa từ dive. Rồi mình có một vài từ nữa, thì các bạn hãy xem lại cái bài mình đã được học ha. Hoặc trong quá trình học mình lưu ý, mình nhớ, mình note lại trong vở mình. Rồi bây giờ cô có một câu, họ đang xem tivi trong phòng khách. Thì bây giờ cô gợi ý nè, họ là gì? Như bạn dịch họ là we là sai. Mình nhớ nha, we chính là chúng tôi, chúng ta. Vậy họ đây chính là they. They nó hàm chỉ cho người, có nghĩa là họ. Nhưng mà đồ vật thì có nghĩa là chúng nó. Alright. Rồi ở đây đang xem tivi, thì bây giờ cái câu này cô muốn các bạn comment bên dưới lại là như thế nào, các bạn tự làm cho cô. Như vậy chúng ta học đây thì chúng ta sẽ dùng động từ to be nào? Nhắc lại ha. Trong phòng khách, trong là như thế nào, phòng khách như thế nào, các bạn đã được học rồi, bây giờ các bạn hãy ghi lại cho cô. Ok. Rồi. Bắt đầu chúng ta sẽ qua công thức, đó là công thức số 2. Chèn ơi, chúng ta bắt đầu. Nó cũng dễ hơn các bạn nha. Bây giờ cô muốn nói là ai đó, là cái người nào đó, một người đàn ông, một người phụ nữ làm một cái việc gì đó, hoặc là con mèo, con chó gì đó đang làm việc gì đó. Thì cũng là công thức số 1, nhưng cô phát triển thêm một tí xíu, cô lấy rõ, làm rõ ra. Cô thêm vào công thức này là the boy, hoặc the girl, hoặc the man vô. Được chưa? Cô thay thế vào. Rồi, các bạn thấy nè. Và ở đây không hề có động từ to be ở đây luôn. Ở phía trước mình có rồi, làm ơn không có nha. Và chỉ có verb in. Ở đây mình lưu ý với các bạn một điều như vậy, để mọi người á, để mọi người chú ý làm cho nó đúng. Nhiều khi á, cứ học đi học lại cũng cái công thức này mà cứ làm sai hoài là không được ha. Rồi, Lan là cô gái đang đọc sách. Ở đây cô nhắc lại, Lan mình khi mình dịch là mình phải bảo đảm tên là Lan, chứ không biến là she của người ta được. Alright. Bây giờ cô cho là Lan là cô gái, sẽ là Lan. Một người là cô dùng là is.
Ở đây các bạn có thể dùng the girl hay a girl cũng vẫn cho đúng hết, không sao hết. Mình sẽ có công thức là Lang is the girl reading books, hoặc là Lang is the girl reading a book, hoặc là Lang is the a girl reading books, cũng sao được. Bạn thấy một câu này các bạn có thể rất nhiều cách viết ha. Rồi, number 2, Lulu là con chó đang chạy trong vườn. Ở đây mình muốn nói à, Lulu là cái con chó chứ không phải là cái đứa bé hay là cái thằng con trai hay là một cái con mèo nào đó nó tên Lulu, mà cô muốn nói là Lulu là một con chó. Thì ở đây cô muốn sẽ nói là Lulu is the dog running in the garden. In the garden, running. Các bạn thấy chữ running nó cũng khác không? Rồi, nó double N vào. Các bạn cũng phải ghi lưu ý cái này luôn. Nhiều bạn cũng sai, bỏ chữ N của người ta luôn. Mình phải double lên, gấp đôi chữ N. Nó có những từ đặc biệt, có từ swimming, running, hopping. Được chưa? Jogging. Những cái từ, có vài từ đặc biệt đó. Những cái từ đặc biệt mình lưu ý là mình phải học nha. Không có đoán. Rồi, tiếp tục. Các bạn, tiếp theo nữa là cô có một câu, ba tôi là người đàn ông đang lái xe hơi màu vàng. Vậy ba tôi, ở đây nhiều bạn nhầm, ba tôi dịch là dad, my, dad, I. Ba tôi chính là ba của tôi đó. Ba của tôi, ba của tôi gì đó, lắm chứ. Rồi, ở đây người đàn ông thì mình sẽ dùng là a man. Alright, lái xe hơi màu vàng, rồi chú ý cái màu vàng này nha. Rồi bây giờ câu của cô sẽ có là my dad, my dad, my father cũng vậy. Có nhiều bạn hỏi cô my father không? Cái này mình đã học rồi. My father, my dad được hết. Is một người dùng the man driving. Rồi ở đây cái từ này cô cũng nhắc luôn. A yellow car. Nào nhắc lại, hôm nay tại sao cô nhắc lại cái chữ màu vàng cô chêm vô để cho nhớ. Nhiều bạn a yellow car không dịch, dịch là a car yellow hoặc là a car is yellow. Chọc lớp nha. Dịch ngược màu hay gì đó, miêu tả dịch ngược lại. A yellow car. Rồi, đó, coi như xong công thức số 2 đó các bạn. Ha. Được chưa? Đơn giản không? Tốt nữa thì tụi con hãy đặt câu của tụi con vô công thức này, hãy thêm câu của mình vào. Tập nói, tập suy nghĩ bằng tiếng Anh bằng những cái câu này. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục vào câu số công thức số 3. Cô muốn nói có một cái vật gì đó hoặc là có một cái người nào đó đang làm một việc gì đó. Có. Các bạn lưu ý một câu chữ có này. Nhiều bạn nghĩ ngay đến chữ have has. Quen giống như thói quen. Là không được. Ví dụ như tôi có, anh ta có thì phải làm have has. Nhưng mà không có, anh ta nói khơi khơi, anh ta nói có con chó, có con mèo, có con khỉ. Mình phải nhớ đến công thức đó là the is or they are. Rồi ở đây cô dùng là cộng cho now. Now là danh từ. Con mèo, con chó, con khỉ, đứa bé, cậu con trai. Thật khó gọi là now danh từ. Alright, lời chung. Đây cô gọi là verb in. Ở đây. Được không? Rồi, bây giờ cô cho ví dụ. Có một con vịt đang bơi. Giờ có một, lỡ ra nhiều. Đúng rồi, cảm ơn con. Có một là ít thôi. Có một thì mình dùng there is, chứ mình không dùng là there are được. There is một con vịt. Một thì là one. Vịt là duck. Đang bơi là swim. Mà đang bơi thì công thức mình là swimming. Đây mình sẽ có công thức, câu có trả lời chứ. Xin lỗi các bạn. There is one duck swimming. Or there is a duck swimming. Các bạn vui lòng nè. Cô đã suyệt như vậy thì có nghĩa là chọn một trong hai. Chứ không phải các bạn suyệt y chang cô. Là một cái thôi. Và có bạn còn ghi one a luôn chứ. À, mình học cái gì mình phải nhớ chắc cái đó. Rồi next. Thì cái câu there is a one duck swimming thì nó chính là bằng với câu là one duck hoặc là a duck is swimming. Này, tụi con rõ chỗ này chưa? Rồi bây giờ Miss rõ một câu số 2. Có 9 con mèo đang uống sữa. Có 9 con, à, rất là nhiều. Rồi, cảm ơn con, đúng rồi, có nhiều. Nhiều thì mình dùng D gì? Alright, cảm ơn con. Rồi, D là mình dùng DR. Đúng không? Nhưng phải dùng DR chứ. DR là 9 con. 9 con thì mình phải dùng là gì? À, there are 9 cats. Đang uống sữa, mình dùng gì? À, drinking. Chính xác, mình dùng drinking. Alright. Rồi, ok. Như vậy, câu của cô sẽ là there are 9 cats drinking milk. There are 9 cats drinking milk. Cats. Từ 2 trở lên là mình phải thêm S. Mà đã chín thì không còn O nữa. Ok. Thì cái câu này nó bằng với câu nào nè? Rồi, cô mời con. Ok, rồi đúng rồi.
nó chính là night cats are drinking milk. Night cats are drinking milk. Nó như vậy thôi. Như vậy ngày hôm nay với cái thời lượng ngắn gọn, cô chỉ muốn giải thích các bạn ngắn gọn, nhắc lại một lần nữa vì nhiều bạn cứ quên đi quên lại những cái công thức rất căn bản này về viết câu vẫn sai ha. Thì bây giờ cô nhắc lại lần nữa, bạn nào quên xem lại bài. Sắp tới mình sẽ có một cái phần 2 nữa, nhưng mà thôi trong gói gọn ngày hôm nay thì cô chỉ giảng các bạn nhiều thôi, là học như vậy là đủ rồi. Alright, rồi thôi, cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn các bạn Rồi, bye bye các bạn nhiều nha. Cảm ơn các bạn, bye bye các bạn.